tới biển rồi, đang chuẩn bị đi xuống. Bữa nay người ta đi biển quá trời luôn. Mình vô đậu ở đây là phải trả 15 đồng. Aren't you sitting on it? I didn't hold it.
Mọi người ơi, giờ nóng quá, phải đi lên. Nóng quá chịu không nổi. 15 phút rồi, chịu hết nổi rồi. Bây giờ mình đi lên thôi. Đúng không? Cái đường này đi lên á là người ta bắt mình phải mang khẩu trang nha. Mà nóng quá. Mới có xuống 15 phút rồi, chịu hết nổi rồi. Thường thường cái tiểu bang này là tháng 7 với tháng 8, tháng 9 là nóng lắm. Giờ mà đi lên. Cái đường mà từ đây đi xuống bãi biển đó, nó cắt cái cầu này rất là đẹp, sạch sẽ nữa.